Xin kính chào quý vị. Sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận với tựa đề Quà sinh nhật. Bài viết cho ký giả Nguyễn Đạt Thịnh biên soạn quan chương trình bày. Thưa quý vị, một ngày trước ngày sinh nhật thứ 50 thì ông Andrew McCabe nguyên là phó giám đốc FBI, nhận được quà sinh nhật của tổng thống Trump, lệnh sa thải ông. Trong buổi họp báo hôm thứ năm, 15 tháng 3 năm 2018, cô phát ngôn viên của tòa Bạch cung đó là cô Sarah Sanders đã nói với lại phóng viên truyền thông rằng Mọi việc chúng tôi để cho Tổng trưởng Tư pháp Saxon quyết định Tuy nhiên chúng tôi tin là quyết định đó căn cứ trên những dữ kiện quan trọng 3 tháng trước, tháng Chạp, năm ngoái thì Tổng thống phổ biến Một bản tweet nguyên văn được dịch như sau Phụ tá giám đốc Andrew McCabe đang chạy đua với lại thời gian Để có thể hồi hưu với toàn bộ quyền lợi Tuy nhiên còn đến 90 ngày nữa Một dấu chấm hỏi, ba dấu chấm thang Tổng thống hỏi gì và than thở cho ai đây? Dĩ nhiên, ngoài Tổng thống thì không ai biết tâm ý của ông cả. Đại sĩ CNN ước tính lương hồi hưu của ông nếu ông phục vụ đủ 20 năm trong ngành cảnh sát liên bang, tức là FBI, sẽ là 60.000 mỗi năm, 5.000 mỗi tháng. Tuy nhiên, ông không hưởng được số lượng đó là bởi vì thâm niên công vụ của ông còn thiếu một ngày thì mới đủ 20 năm. Nhiều chính khách dân cử tại Quốc hội coi thái độ của Tổng thống Trump là quá tàn nhẫn và bốn vị dân biểu thuộc đảng Dân Chủ đề nghị tuyển dụng ông để ông vẫn giữ được quy chế công chức của liên bang cho đủ 20 năm. Hoặc hơn thế nữa, hầu không có mất đi quyền lợi của một công chức hồi hưu. Thưa quý vị, sau khi sa thải giám đốc James Comey hôm 9 tháng 5 2017, thì Tổng thống đã để ông McCabe giữ chức quyền giám đốc CIA hơn một năm. Và trong thời gian cuộc điều tra về việc người Nga chen lớn vào gây ảnh hưởng cho cuộc bầu cử tổng thống của năm 2016 vừa bắt đầu. Tuy nhiên, viên chức Cộng hòa và tổng thống vẫn chỉ trích ông McCabe về tội để cho vợ ứng cử vào Thượng viện của tiểu bang Virginia với tư cách đảng viên đảng Dân Chủ. Tháng chạp của năm ngoái, tổng thống nêu lên nghi vấn qua cái tweet viết rằng Tại sao bọn tay sai của bà Clinton lại quyên góp cho vợ cô McCabe 700.000 Mỹ Kim để ứng cử? Trong lúc đó thì FBI đang điều tra bà Clinton về tội xóa bỏ 33.000 cái email trong máy computer của bà. Những đảng viên dân chủ quyên góp quỹ ứng cử cho vợ ông McCabe đã bị tổng thống liệt vào hàng tay sai của bà Clinton. Tổng thống quyết liệt đến như vậy mà phát ngôn viên Sanders vẫn khẳng định là tổng thống không can dự gì đến việc sa thải ông McCabe. Nhiều dân biểu Cộng hòa thuộc tiểu bang tình báo hạ viện đã nhắc lại việc. Chính ông McCabe đã ký lệnh điều tra ông Card Page là một thiện nguyện viên trong bộ tham mưu tranh cử của Tổng thống. Ông Page thành lập ra việc nghiên cứu về dầu hỏa và khí đốt sản xuất ở tại Nga. Do đó, ông có nhiều liên lạc với người Nga. Vào năm 2016, thì ông đã tự nguyện làm cố vấn cho ứng cử viên Trump. Do đó, FBI chất vấn ông về vai trò bốc nối giữa ông Trump và người Nga. Trước ông McCabe là Tổng trưởng Ngoại giao Rex Tillerson đã bị sa thải sau ông có thể là công tố viên Robert Mueller bởi vì tổng thống đã nhắc đến tên ông. Ông Trump từng tuyên bố rằng đúng ra không nên để cuộc điều tra của ông Mueller bắt đầu bởi vì không hề có thông đồng với người Nga và cũng không ai có tội trạng gì cả. Cuộc điều tra căn cứ trên một hồ sơ giả do bà Hillary bỏ tiền để tạo ra và do bọn DNC tức là Democratic National Party và do việc sử dụng không đúng chỗ. Tòa FISC để mà theo dõi cuộc tranh cử của tôi, đúng là sang phù thủy. Từ trước tới nay thì tổng thống tránh không có gọi đích danh ông Mueller trong những bản tweet chỉ trích ông. Trước đó một ngày, một ngày vào thứ bảy, 17 tháng 3, 2018, thì luật sư John Dow, một trong những luật sư của tổng thống, đã viết rằng: "Tôi cầu nguyện để ông Rosenstein là quyền tổng trưởng tư pháp đã noi theo gương sáng của tổng trưởng Jeff Sessions." sa thải ông McCabe để chấm dứt cuộc điều tra thông đồng với lại Nga do James Comey xếp của ông Maccabi, vẽ ra. Thoạt đầu thì ông Dow nói ông viết theo ý của Tổng thống. Tuy nhiên, ngày hôm sau thì ông đính chính và ông nói là ông tự ý viết. Dù sao thì Rob Rosenstein cũng đang đóng vai trò trở lực duy nhất trước ý chí của Tổng thống là dẹp bỏ cuộc điều tra của công tố viên Mueller. Và ông không đủ mạnh để có thể ngăn cản ý muốn của Tổng thống tuy nhiên vẫn cương quyết không tuân lệnh của Tổng thống sa thải ông Mueller. Không chỉ riêng ông Mueller hay là ông Rosenstein, mà trên toàn thể chính giới của Hoa Kỳ không ai còn đủ can đảm và quyền lực để chống lại ý muốn của Tổng thống nữa. Một bóng mờ dị vãng, ông cựu giám đốc FBI John Brennan lên tiếng qua Twitter. Mới đây, ông John Brennan đã từng tuyên bố rằng, Ngày nào mọi người biết đầy đủ về những hành động tệ hại của ông thì ông sẽ đứng vào đúng chỗ của ông chỗ của những người tà dâm trong thùng rác lịch sử. Ông có thể chúc tội lên đầu ông Andy McCabe, tuy nhiên ông không tiêu diệt được Hoa Kỳ, Hoa Kỳ sẽ tiêu diệt ông. Tiếng nói chống đối cuối cùng đó vẫn là của một viên chức FBI và ông Brandon, cũng chỉ nói lên được một ước vọng không kèm theo một khả năng chống đối cụ thể và hữu hiệu nào hết. Hiện tượng bất lực của mọi người khiến cho tổng thống quyết định đánh dứt điểm loại bỏ Mueller. Ông viết Twitter rằng, lý do nào trong toán Mueller có đến 13 tay dân chủ. Một số trong những người đó ủng hộ Clark Hillary, mà không có một cộng tác viên Cộng hòa nào cả. Mới đây, lại tuyển thêm một tay dân chủ nữa, thì việc đó có công bằng hay là không? Đó là chưa nói đến việc không hề có ai thông đồng với người Nga. Bức thông điệp này được phổ biến hôm Chủ nhật ngày 18 tháng 3 2018. Trước đó, Tổng thống đã tránh không chỉ trích đích danh ông Mueller Ông này là đảng viên Cộng hòa kỳ cựu, được vị Tổng thống Cộng hòa George W. Bush đã chỉ định giữ chức vụ giám đốc FBI. Nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham trong một chương trình truyền hình có tên là State of the Union của CNN đã lên tiếng cảnh cáo Tổng thống rằng nếu Tổng thống sa thải ông Mueller thì việc làm đó mở đầu cho giai đoạn cuối trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông ta bởi vì Hoa Kỳ là một quốc gia thượng tôn luật pháp. Và cũng trong chương trình truyền hình này, thì một nghị sĩ Cộng hòa khác là ông Jeff Flick thuộc tiểu bang Arizona đã nói rằng quốc dân sẽ coi việc Tổng thống sa thải ông Mueller như là một lằn vạch đỏ lớn mà Tổng thống dám vượt qua. Dân biểu Cộng hòa Trey Gowdy, South Carolina đã đặt một dấu hỏi rằng nếu Tổng thống vô tội thì tại sao lại sợ ông Mueller? Chủ tịch Hạ viện ông Paul Ryan đã phổ biến bản tuyên ngôn khẳng định phải để cho Mueller tiếp tục làm việc có lẽ Tổng thống không chịu lòng quý vị chính khách đồng đảng Cộng hòa với ông được. Vì Tổng thống Nga, ông Putin vừa mới đắc cử nhiệm kỳ thứ tư với 70% tổng số phiếu. Trong khi đó, thì Chủ tịch Trung Cộng, ông Tập Cận Bình đã được toàn thể quốc hội trừ 2 phiếu, cho phép ông ứng cử trọn đời làm Chủ tịch cho đến ngày ông xuống lỗ. Thì Tổng thống Trump phải hơn, chứ không lẽ thua hai ông Trùm, Nga và ông Trump Tàu. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Quà sinh nhật, bài viết do ký giả Nguyễn Đạt Thịnh biên soạn qua chương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào phần bình luận lần tới. Xin kính chào.